Xin chào, chiến tranh lạnh là một cụm từ mà những người dân nước Đức sẽ không bao giờ quên. Bởi một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc chiến tranh lạnh vẫn đang còn ở thủ đô của Đức, đó là bức tường Berlin, hay còn có thêm một số nickname khác như là bức tường ô nhục. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách mà bức tường này được sinh ra và bay màu như thế nào. Hãy cùng bắt đầu các bạn nhé! Vào năm 1945, khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thì cũng là lúc mà các nước đồng minh gồm có Mỹ, Pháp, Anh và Liên Xô xé Đức thành bốn mảnh. Theo ăn chia thì phía Đông thuộc về Liên Xô, còn phía Tây thuộc về ba ông Mỹ, Anh và Pháp. Nếu mà tính theo cách này thì thủ đô Berlin thuộc về vùng chiếm đóng của Liên Xô, nhưng vì nó quá quan trọng nên sau đó các nước đã ngồi lại và quyết định chia Berlin thành bốn phần, mỗi ông gặm nhấm một miếng cho khỏi tị nạn nhau. Cứ tưởng chia nhau là sao chuyện thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Liên Xô vốn theo xã hội chủ nghĩa, trong khi bao còn lại thì vẫn chung thủy với Tư Bản. Ngồi chung một mâm nhưng khác nhau tiếng gáy nên nội bộ giữa Liên Xô và phần còn lại bắt đầu mâu thuẫn. Và không thể chờ đợi lâu hơn nữa, đến năm 1948, Liên Xô lật kèo. Tây Berlin do Anh, Pháp và Mỹ quản lý lọt thỏm trong địa phận của Đông Đức. Vì thế, Liên Xô đã thực hiện nhiều cuộc phong tỏa vùng này với hy vọng sẽ cắt đứt mọi viện trợ từ lương thực cho đến vũ khí. Khi lương thực và các nhu yếu phẩm không còn được tiếp tế, thì sớm muộn gì các nước còn lại cũng phải rút lui khỏi Tây Berlin. Đấy là Liên Xô nghĩ thế, chứ thực tế thì lại không được như vậy. Khi Liên Xô cầm vận mọi hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ thì các nước còn lại cũng chẳng chịu thua, nhất là với các cường quốc chẳng có gì ngoài tiền như Mỹ hay Anh, thì đây là vấn đề đơn giản như ăn cơm với muối. Trong suốt cuộc phong tỏa, không lực Anh và không lực Hoa Kỳ đã thực hiện hơn 200.000 chuyến bay để chuyên chở 2,3 triệu tấn lương thực, chất đốt và hàng hóa tới Tây Berlin. Thấy bị cấm vận mà bên Tây Berlin vẫn ăn no béo tốt, năm 1949, lãnh đạo Stalin đành phải dừng phong tỏa. Về phía người dân thì họ cũng chẳng mặn mà lắm với cuộc sống thiếu thốn ở Đông Đức. Ngay sau khi cuộc phong tỏa chấm dứt, người Đông Berlin như những chú chim sổ lồng, họ rủ nhau trốn chạy sang Tây Đức. Từ năm 1949 đến năm 1961, người ta ước tính đã có tới hơn 2 triệu người chạy trốn thành công. Đến tháng 8 năm 1961, Đông Đức bay hơi khoảng 2.000 công dân mỗi ngày. Rất nhiều người trong số đó là những lao động có tay nghề cao hoặc là các chuyên gia cốt cán. Sự ra đi của họ đã để lại một lỗ hổng vô cùng lớn đối với kinh tế Đông Đức. Khi việc chảy máu chất xám xảy ra quá ồ ạt, lãnh đạo Liên Xô đã khuyên chính quyền Đông Đức nên cắt đứt đường tiếp cận giữa hai bên để chặn công dân đào tẩu. Nói là làm, ngày 13 tháng 8 năm 1961, Đông Đức đã đóng cửa biên giới giữa Đông và Tây Berlin để xây dựng bức tường Berlin. Việc xây dựng bức tường được thực hiện vô cùng bí mật. Chỉ có khoảng 20 quan chức chính phủ là biết đến ý đồ xây dựng bức tường. Tất cả những người còn lại thì đều được thông báo rằng đó chỉ là một cuộc tập trận hoặc là dựng lên để kiểm soát đám đông. Chuyện xây tường thì đơn giản hơn làm đường sắt trên cao, nên chỉ trong 2 tuần, quân đội, cảnh sát và các công nhân xây dựng của Đông Đức đã hoàn thành hàng rào thép gai và bức tường bê tông ngăn đôi thành phố. Trước đó, phía Đông Berlin sang Tây Berlin dễ như đi chợ. Thế nhưng kể từ khi bức tường được xây dựng thì một con muỗi cũng không thể lọt qua. Theo thời gian, các quan chức Đông Đức đã thay thế bức tường tạm bằng một bức tường kiên cố hơn, cao 4m, dài tới 107 km, có điểm cao tới 4,5m, đi qua hơn 190 đường phố ở Đông Berlin. Đã vậy, họ còn gắn thêm dây thép gai trên đỉnh tường, khiến cho việc leo qua là không thể. Còn nếu có may mắn leo được thì phía dưới bức tường là những chiếc rãnh để không một ai có thể nhảy xuống. Chưa kể là đội ngũ chó săn và lực lượng bảo vệ cũng túc trực 24/7. Chỉ cần thấy bóng dáng lấp ló thì ma hay người cũng đều bị ăn đạn. Vậy mà cũng có những người đối phó được với quân triều đình. Theo ước tính thì có khoảng hơn 5.000 người đã tẩu thoát nhờ dùng khinh khí cầu. 29 người cũng đã sang được Tây Đức một cách toàn mạng bằng đường hầm. Mãi cho đến năm 1980, sự tự do hóa bắt đầu lan sang Đông Âu, chứng kiến người Tây Đức sang các nước láng giềng như đi chợ. Còn mình đi trong thành phố cũng bị ngăn cấm. Người dân ở thủ đô Đông Berlin đã kéo nhau đi đòi biểu tình để lấy lại sự tự do và dân chủ. Đến tháng 11 năm 1989, giai đoạn chiến tranh lạnh bắt đầu hạ nhiệt.
Lúc này Liên Xô đã ngắc ngoải nên không thể viện trợ về mặt kinh tế lẫn quân sự cho Đông Đức. Còn Đông Đức thì chẳng kém gì chúa trộm khi có nguy cơ sụp đổ vì không thể trả lãi cho các món nợ khổng lồ. Để xoa dịu những người biểu tình, chính quyền Đông Đức đã quyết định nới lỏng chuyện đi lại giữa Đông sang Tây với điều kiện là phải có giấy tờ phù hợp. Thế nhưng vào buổi họp báo, ông bí thư Đông Berlin đã phạm phải một sai lầm không thể nào tưởng tượng được. Ông nói rằng chính quyền sẽ cho phép mọi công dân rời khỏi Đông Đức thông qua mọi cửa khẩu. Sau khi các phóng viên hỏi khi nào có hiệu lực, ông hùng hồn trả lời là ngay lập tức. Và thế là tới câu chuyện, người dân ở cả hai phía của nước Đức đã theo dõi cuộc họp báo và chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, hàng chục nghìn người Đông Berlin đã bắt đầu đổ về các cửa khẩu của bức tường. Và trước đó đã có lệnh không được sử dụng vũ lực nên chẳng sĩ quan phụ trách nào dám nổ súng. Cuối cùng, khi đám đông đổ về quá nhiều, các sĩ quan đành phải mở cửa để người dân băng qua. Lần lượt, các cửa khẩu được mở để hàng chục nghìn người Đông Berlin băng qua Tây Berlin. Trong đó có cả thủ tướng sau này của Đức, bà Angela Merkel. Nói thì thật khó tin, nhưng khoảnh khắc bức tường Berlin sụp đổ đã diễn ra chỉ vì một sai lầm rất nhỏ. Thế mới thấy, phong ba báo táp cũng chẳng bằng ngữ pháp bị sai. Tóm cái vài lại thì cái gì không hợp lòng dân, chứ sao gì cũng bị loại bỏ. Gần một năm sau, khi bức tường Berlin sụp đổ, ngày 3 tháng 10 năm 1990, Đông và Tây Đức chính thức hợp nhất và đó chính là nước Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.